Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5, 2. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1812, 1120, 2111. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7407. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99275, 41667, 96392, 82069, 60909, 92132, 11574. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86645, 96428. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 51763. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78198. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 506476. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 506476.